Chào các bạn, trong video này mình sẽ tiếp tục hướng dẫn các bạn cái cách để mà các bạn làm tăng giảm cái công suất bỏ ra của nguồn LED driver. Đây là cái cách mà mình đã từng thực hiện nha các bạn. Ở đây là mình đã giới thiệu cho các bạn hai cách trước. Cái cách thứ nhất á là các bạn thay đổi giá trị điện trở RS trên số 8 của IC nguồn LED driver. Cái cách thứ hai là các bạn thay đổi giá trị R2. Đây, trong những video trước á, mình đã hướng dẫn các bạn và mình đã làm thực tế. Rồi trong đó một số bạn đã làm và thực hiện thành công nha. Ở đây với một mục đích đó, làm cho mấy chip LED này nè, cái công suất nó ra ngõ ra các bạn. Tại vì đây là cái nguồn LED driver là nguồn dòng nha các bạn. Nè, thì cái dòng điện ngõ ra nó sẽ không thay đổi, nhưng mà cái công suất của nguồn LED driver nó sẽ thay đổi. Nó phụ thuộc vào cái điện áp U. Ở đây mình sẽ giải quyết cái vấn đề U này ở chế độ không tải. Có nghĩa là mình khi mà mình U tăng á, tại vì Y, giá trị Y, cường độ dòng điện á, nó không thay đổi. Khi mà mình tăng cái U lên á, thì công suất sẽ tăng theo. Hoặc là mình giảm U xuống á, thì công suất sẽ giảm theo nha các bạn. Thì trường hợp mà giảm U là các bạn muốn giảm cái công suất để cho, tại vì các bạn trong quá trình hoạt động á, cái cường độ dòng điện nó qua đây nè, rồi cái điện áp nữa, nó làm tăng cái công suất của chip LED lên, là chip LED ở đây á, sẽ mau bị chết, mau bị nóng. Ở đây mình giảm U trong trường hợp mà mình muốn bảo vệ chip LED, đồng thời là giảm công suất tiêu thụ của cái nguồn LED driver luôn nha. Ở đây á, nó không giảm nhiều mà nó giảm được khoảng mười mấy vôn là cũng đủ để cho cái chip LED này hoạt động bền bỉ hơn. Còn trường hợp á, mà các bạn muốn tăng cái công suất lên rồi Y cũng không thay đổi lên, thì bạn tăng cái điện áp lên. Thì hai cách trước á, là mình tăng thay đổi cái giá trị RS1, RS2 trong chân số 8 là chân RS đã bạn. Cái này chân CS của MOSFET nằm trong IC dao động. Đây là IC nguồn LED driver. Thì mình thay đổi cái giá trị này á, nó sẽ làm thay đổi cái điện áp ngõ ra cung cấp cho đây dãy LED này nè. Cái cách thứ hai là mình thay đổi cái giá trị R2. Thì một số mạch á, nó sẽ có cái con R2 nè, nó mắc thêm một con điện trở nha các bạn. Còn một số mạch á, thì nó sẽ bỏ kết nối, không kết nối nha. Còn một số mạch thì nó nối mát luôn. Thì đây mình thay đổi giá trị R2 sẽ thay đổi được cái điện áp ngõ ra luôn. Rồi một số bạn á, trong những video trước á, có phản ánh với mình á, là mấy con điện trở này nè, nó nhỏ quá, nó khó kiếm á. Thì có cách nào để mà thay đổi cái giá trị điện áp ngõ ra tăng hoặc giảm? Thì trong video này mình hướng dẫn các bạn cái cách dễ hơn. Đó là các bạn không để giữ nguyên nè R1, R2 nè, hoặc là giữ nguyên cái giá trị điện trở mắc từ chân số 2 xuống mát, mà các bạn thay đổi cho mình cái cuộn dây là cuộn cảm nằm trong cái bo nguồn LED driver này. Đây là cái cách thứ ba nha các bạn. Nè, hai cách đầu tiên, cách đòi này là cách đầu tiên, cách thứ hai là hai cách trên mình đã thực hiện trong những video trước rồi. Thì đây là cái cách thứ ba, là mình sẽ thay đổi giá trị cuộn cảm hoặc là cuộn dây nằm trong cái bo nguồn LED driver. Đây như các bạn có một cái cuộn dây nè. Đây hình dáng của cuộn dây nè các bạn.
Khi mà các bạn thay đổi giá trị của cuộn dây này á, các bạn sẽ thay đổi được cái điện áp ngõ ra của nguồn led driver. Nó nhiều kích thước nha các bạn, to nhỏ lớn bé đều có hết. Trước tiên mình sẽ nói sơ qua về cái tính chất của cuộn dây hoặc là cuộn cảm nha các bạn. Cái cuộn dây này sẽ có hai loại ha. Một là nó phân loại là một cái lõi là lõi không khí, hoặc cái lõi quấn là ở đây là cái lõi ferric nha các bạn. Nó sẽ có hai loại. Một là có, nói chung là một là có lõi, hai là không có lõi. Khi mà có cường độ dòng điện đi qua cuộn dây nó sẽ sinh ra một cái từ trường. Từ trường nó sinh ra là có những cái đường xích từ các bạn. Nói chung là trong vật lý hoặc là các bạn nghiên cứu chuyên sâu thì các bạn sẽ thấy nó chạy hai dọc cái, mấy cái đường xích từ nó ở trên dòng xuống, nó bao bọc xung quanh cái cuộn dây này, nó làm cho cái từ thông của mình tăng lên nha các bạn. Đồng thời nó sẽ sinh ra cái dòng điện gọi là dòng điện cảm ứng. Thì đối với những cái mạch nguồn led driver cái cuộn dây này nó cũng tác dụng y hệt như vậy nha các bạn. Thì dòng lúc đầu trong chương trình đầu thì nó sẽ qua cái tụ C3 nè, nó nạp điện cho cái cuộn dây. Cái cuộn dây này nó sẽ tích lũy một cái từ trường, mà khi mà dòng điện ngắt thì ở đây nè các bạn, nó sinh ra một cái dòng điện cảm ứng và nó xả nạp lại cho cái tụ C3. Rồi cái điện áp trên tụ C3 lúc đầu nó cao, nó nạp cho tụ cuộn dây, và sau điện áp trên tụ C3 nó sẽ giảm. Rồi cái IC này nó ngắt hoạt động các bạn, nó giảm, nó xả ở đây nè, điện áp nó giảm dần. Cái cuộn dây này nó sinh ra một cái dòng điện cảm ứng, nó sẽ nạp lại cho cái tụ C3. Trong chương trình mà cái IC nguồn led driver này nó ngưng dẫn. Tại cái IC này nó không phải hoạt động liên tục nha các bạn. Ở trong nó có con MOSFET bên trong. Chương 5, chương 6 là cực D MOSFET nè, chương 8, chương 7, chương 8 là cực S của MOSFET nè. Nó sẽ ngắt dẫn. Là cái IC này hoạt động, nói chung là không liên tục, nó sẽ ngắt dẫn và IC dao động. Đây là con IC nguồn led driver nha các bạn. Rồi và là video này mình sẽ hướng dẫn các bạn cái cách mà thay đổi cái điện áp C3 ngõ ra nè, bằng cách thay đổi cái giá trị của cái cuộn cảm. Ở đây mình có một cái bo nguồn led driver, nó gắn sẵn cái cuộn cảm dây của nó nha các bạn. Thì đây mình sẽ đo, thứ nhất là mình đo cái tổng trở, mình sẽ thay đổi cái giá trị cuộn cảm này bằng hai cuộn cảm khác nhau. Đây, cái cuộn cảm này nó sẽ nhỏ hơn, kích thước nó nhỏ hơn cuộn cảm zin của cái bo nguồn led driver. Cái này là thiết kế mặc định của nó luôn nha, màu đen nè. Còn cái cuộn màu đỏ nhỏ, kích thước nhỏ hơn ha. Còn mình thêm vào đó mình sẽ thay đổi cái điện áp bỏ ra bằng cái cuộn lớn hơn cái cuộn ban đầu, thì xem coi cái giá trị điện áp và cái cường độ dòng điện nó thay đổi như thế nào. Ở đây mình lập ra một cái bảng giá trị. Cái cuộn cảm của mình có kích thước nhỏ thì bên đo trong nó sử dụng cái loại dây tiết kiệm nhỏ. Cái số vòng dây nó như thế nhiều hơn, tổng trở lớn hơn. Ở đây một cái cuộn cảm của mình nó sẽ có 4 chân. Nó hình dáng cấu tạo các bạn liên tưởng đến một cái biến áp xung, nhưng mà thực ra không phải ha.
chính xác là nó là cuộn dây thôi, bốn chân. Trong đó sẽ có hai chân chính và hai chân phụ, hai chân nó mắc để cho nó giữ cố định cái cuộn dây này lại. Gọi là hai chân giả thôi. Thực chất của nó là chỉ có hai chân thôi nha các bạn. Rồi. Thứ nhất mình sẽ đi đo tổng chở nè, loại dây đồng nè. Mình sẽ đo tổng chở trước, cái cuộn nhỏ, rồi cuộn chung, cuộn lớn. Ở đây mình có 3 cuộn ha. Cái cuộn thứ nhất á, mình sẽ đo tổng chở trước nha. Mình sẽ dùng một cái đồng hồ. Mình chỉnh cái thang đo thông mạch đi. Đây, đây là cái cuộn nhỏ nha các bạn. Nè các bạn đo hai chân nè. Có hai chân B bên đây á là chân giả, nó không có tên tổng chở. Còn hai chân thật của nó là nó sẽ đo tên tổng chở. Rồi, ở đây mình đo được là 8,1 ohm nha các bạn. Đã 8 ohm ha. Rồi, mình lấy giá trị là 8 ohm. Cuộn dây nhỏ nha. Ở đây 8 ohm. Rồi, cái cuộn dây chung này á là cái bao zin của nó luôn. Mình thử đo tổng chở rồi nó ra bao nhiêu à. Rồi, mình được là 4,5 ohm nha các bạn. Nè, được 4,5 ohm. Ở đây cuộn lớn của mình nó hơi khác một tí. Nè, khi mà các bạn đo á, các bạn kẹp hai chân. Bình thường á là hai chân phía dưới này á là nó lên tổng chở ha, còn hai chân kia á là hai chân giả, nhưng mà thực ra cái này không đo có nè. Cái chân này á là chỉ có chân chéo nha các bạn. Cuộn dây của nó không là tổng chở ha. Nhưng mà chân chéo của nó là nó mới lên nè. Nè, hai cái đường kết nối nó chân chéo ha. Còn hai chân này, chân chéo bên đây á là hai chân giả. Rồi cuộn này á, mình đo được 3, giá trị là 3,2 ohm nha các bạn. Thôi mình tạm tính là 3,2 ohm. Cái cuộn lớn nhất nè. Các bạn thấy không? Cái cuộn dây nhỏ đầu tiên á, mình được đo được 8 ohm. Cái cuộn thứ hai, cuộn chung á, mình đo được 4,5 ohm. Và cái cuộn thứ ba là đo được 3,2 ohm. Có nghĩa là cái cuộn cả một cái tức nhỏ. Trong mình nói là trong cái bao nguồn led driver này nha. Do á, cái tiết diện của nó các bạn, tiết diện nhỏ này số lượng vòng dây nó nhiều á, nên cái tổng chở nó sẽ lớn hơn ha. Là cái tổng chở của cuộn dây nhỏ nhất á, thì tổng chở nó lớn nhất luôn. Còn cuộn chung á thì giá trị này, còn cuộn lớn nhất á à, trong bo mạch nè, cuộn lớn nhất thì nó giá trị nó chỉ có là 3,2 ohm thôi. Rồi tiếp tới đây mình sẽ đo cái điện áp không tải nha, và y không tải coi có thay đổi như thế nào khi mà mình thay đổi giá trị cái cuộn dây. Ở đây là mình thay đổi bằng cuộn nhỏ trước nha các bạn, rồi có thay đổi cuộn lớn ha, coi cái tổng chở với áp ngõ ra nó thay đổi như thế nào ha. Rồi trước tiên mình sẽ đo cái điện áp nè. Từ cái cuộn chung này á, nó là cái cuộn nguyên thủy của cái bao nguồn led driver này. Mình sẽ đo cái điện áp không tải và cái y không tải của nó trước. Rồi mình sẽ lấy một cái bao nguồn led driver của nó nha. Rồi mình sẽ hàn hai cái đầu dây vô,
hai cái đầu của tụ ngõ ra luôn nha. Các bạn hàng trực tiếp trên tụ luôn nha. Chân nào chân cộng, chân nào chân trừ á, hàng trực tiếp trên bo mạch luôn. Cho nó dễ thao tác. Đây mà được một sợi. Rồi sau đó mình kẹp, mình đo cái điện áp nó ra nha các bạn. Mình đo thử coi. Đây. Mình sử dụng một cái đầu nối nhanh. Mình kẹp vô. Mình sẽ đo điện áp nó ra không tải. Coi được giá trị bao nhiêu và đo cường độ dòng điện không tải được giá trị bao nhiêu luôn. Ở đây mình sẽ dùng cái đồng hồ mình chỉnh giá trị 1000 mô DC. Mình đo cái điện áp, giá trị điện áp trước nha. Rồi, que đỏ thì các bạn kẹp cho chân dương, que đen kẹp cho chân âm. Ngõ ra có nguồn led driver. Ở đây cái đầu AC hay DAC mình sẽ dùng một cái đầu nối nhanh luôn. Mình cặp nguồn. Rồi tiếp theo đây mình sẽ tiến hành mình cấp điện nha các bạn. Coi cái điện áp ngõ ra khoảng bao nhiêu ha. Đồng thời đo cái đồng điện ngõ ra luôn nha các bạn. Đây các bạn nhìn nè. Cái điện áp ngõ ra không tải của mình á, ở đây là 148V DC. Rồi 149V nha các bạn. Nào video không tải nè, mình đo được 149V. 149. Rồi tiếp theo đây á, mình sẽ tắt nguồn đi. Mình sẽ chuyển thang đo vào cái mức ampere, đo cường độ dòng điện ha. Rồi tiếp theo mình sẽ cấp lại nguồn. Đo cái dòng điện nó khoảng bao nhiêu nha các bạn. Rồi cái giá trị Y của mình nó đo được là khoảng 0,14A. Có nghĩa là 140mA. Đây là cái giá trị nguyên thủy của nó, 149V. Đồng thời là cái Y của mình không tải là 0,14A. Rồi mình sẽ thay đổi cái giá trị của cái cuộn dây này. Rồi đo coi cái điện áp ngõ ra bao nhiêu. Thứ nhất mình sẽ thay đổi bằng cái cuộn dây có nhỏ, có tổng trở là 8 ohm. À, sau khi mà các bạn làm á, thì các bạn nhớ lấy tua vít nha, các bạn xả điện cái tụ nha các bạn. Trường hợp mà nó bị các bạn không chú ý á, nó sẽ bị giật nha, chạm giật. Nó nẹt lửa tí. Rồi nó để nẹt lửa để nó xả điện nha. Rồi các bạn yên tâm, các bạn sờ vô không sao hết. Còn trường hợp mà tụ nó vẫn còn điện á, các bạn sờ vô nó có thể bị giật nha các bạn. Rồi tiếp theo đây mình sẽ tiến hành mình tháo cái cuộn dây này ra nha. Mình thay bằng cái cuộn dây có tổng trở khoảng 8 ohm, cuộn dây nhỏ.
ở đây mình muốn lấy ra cuộn dây này cho nó nhanh á, mình sẽ dùng cái mỏ khò nha các bạn, khò cho nóng ha. Các bạn chờ cho nó nóng một xíu. Rồi mình để trên đây, mình sẽ lấy ra luôn. Các bạn kết hợp với cái mỏ hàn cho mình. Rồi mình tiến hành mình bắt đầu làm nha các bạn. Nói chung là cách này làm rất nhanh ha. Các bạn nhớ cho mình ít mỡ hàn. Thì nhiều bạn có thể dùng cái dụng cụ hút chì á, di động hút chì, hút mấy chân này ra. Còn đây mình sẽ dùng mấy khò với một cái mũi hàn á, làm rất nhanh, làm tốc hành luôn. Rất dễ làm nữa. Rồi các bạn khò nóng một xíu. À, rớt ra các bạn. Rất nhanh nè. Làm còn nhanh hơn các bạn dùng một cái hút chì hoặc là dùng di động á. Đây là cái cuộn dây của nó sau khi mà lấy ra được nha. Thì loại này là loại chung. Nó có giá trị là 4,5 ohm. Bây giờ mình sẽ thay loại cuộn dây có giá trị 8 ohm. Đây cuộn dây nhỏ nhất có giá trị 8 ohm. Mình cũng sẽ lấy hai sợi đồng mình hàn thử nha. Tại vì kích thước này á, nó không thể gắn bừa cái mấy cái này. Nên như nếu khi các bạn độ chế à, các bạn có thể dùng keo nến á, các bạn dán hàn chặt đây rồi các bạn lấy dây đồng các bạn hàn vô đây nè. Hàn vô cho nó tiếp xúc với mấy chân này nè. Các bạn dùng keo nến các bạn dán cho nó cố định dính chặt trên bo luôn. Ở đây mình sẽ làm thử cho các bạn thấy. Và mình lấy hai dây đồng mình hàn vừa đúng cái chân mà nó có tổng chở nha các bạn. Chứ các bạn hàng hai chân giả là nó sẽ không có tác dụng gì nha. Đây, hai cái dây này á là hai cái dây có tổng chở. Rồi mình sẽ lấy cái dây này á, mình hàn vô đúng hai vị trí của cái chân cuộn dây cũ coi nó ra như thế nào. Trường hợp mà cái chân này á nó còn lỏ nha các bạn, thì các bạn có thể lấy chì các bạn đắp thêm vô để mà các bạn chấm chân cho nó dễ. Đây mình đắp thêm hai cái chân chì, tại vì cái lúc đầu á là nó có mình tháo ra nó tạo lỗ rồi, nó không còn chì nữa. Đây cuộn dây mới nè mà các bạn. Cuộn dây này mình đã hàn rồi nha. Rồi bây giờ mình sẽ đo cái điện áp ngõ ra với cường độ dùng điện ngõ ra. Không tải coi được bao nhiêu. Mình sẽ hàn hai dây vô. Rồi, vậy là mình đã hàn được hai viên ngõ ra nha các bạn. Rồi mình chỉ có thay đổi được cái giá trị của cái cuộn dây này thôi. Rồi mình sẽ đo coi. Trước tiên mình đo cái cường độ dòng điện ngõ ra luôn nha. Tại vì có cái thang đo mình đã set sẵn rồi.
mình đo cái được bao nhiêu giá trị bao nhiêu. Các bạn cũng đấu dây y hệt như vậy. Còn khi mà các bạn thiết kế xong á thì các bạn có thể dùng keo nến rồi các bạn có thể cách điện lại nha, toàn bộ. Rồi ở đây mình sẽ tiến hành mình cấp điện nha các bạn. Rồi mình đo coi cái giá trị cường độ điện của mình đó, ngõ ra không tải không bao nhiêu à. Rồi, giá trị của mình là cũng là 0.14 ampere bằng giá trị lúc không tải lúc đầu ban đầu luôn nha. Khi mà thay đổi chưa thay đổi nguồn dây ở trên là mình 0.14 ampere. Rồi tiếp theo đây mình sẽ tắt nguồn, mình đo cái giá trị điện áp lúc không tải coi nó tăng giảm như thế nào, thay đổi như thế nào. Mình đo mình vặn cái thang đo giá trị 1000V nha các bạn. Rồi mình đo cái điện áp coi ngõ ra. Rồi các bạn thấy không? Cái giá trị của mình á nó đã sụt giảm rồi. Cái lúc đầu của mình á cụm dung nè, mình đo giá trị là 149V. Bây giờ hiện tại của mình á chỉ còn có 118V thôi. Các bạn thấy sự thay đổi ngõ ra không? Đây là nguồn dòng, cái cường độ dòng điện không tải, không thay đổi. Nhưng mà cái điện áp ngõ ra của mình thay đổi, nó kéo theo cái công suất thay đổi luôn. Nó từ 149V nó giảm xuống còn 118V. Để tiếp theo đây mình thử tăng cái điện áp này lên bằng cái mình sử dụng cái cuộn dây lớn hơn. Cái điện áp, cái giá tổng trở của mình là 3.2 ohm. Coi cái giá trị nó thay đổi như thế nào nha các bạn. Đây mình sẽ tắt nguồn đi. Rồi các bạn cứ tiếp tục các bạn dùng cái tua vít á. Các bạn xả điện cho mình. Xả trên hai đầu tụ à. Nó phóng tia lửa điện nha các bạn. Điện áp khá mạnh ha. Rồi. Mình sẽ tháo cái cuộn dây này ra. Đây cuộn thứ nhất, cái cuộn nhỏ hơn nhưng mà tổng trở nó lớn hơn. Rồi tiếp đây mình sẽ thay cái cuộn lớn nhất. Cái cuộn này á là hai cuộn đường, hai cái đầu dây chính của nó là hai cái chân chéo nè, mình sẽ hàn vô. Rồi sau khi hàn xong á, chúng ta hàn như thế này. Mình sẽ tiến hành mình cấp điện nha các bạn. Coi cái điện áp ngõ ra khoảng bao nhiêu ha. Nó thay đổi so với lúc ban đầu là 149V hay không. Khi mình thay đổi cái cuộn dây lớn hơn, có tổng trở của nó nhỏ thấp hơn một chút xíu, là khoảng 3.2 ohm. Rồi mình tiến hành mình cấp nguồn nha các bạn. Rồi cái giá trị của mình đó khoảng 152V nha các bạn. Nó sẽ cao hơn khoảng 3V ở đây. Cái điện áp không tải ngõ ra mình sẽ ghi là 152V.
Này các bạn thấy không? Cái mình thay đổi cuộn dây á, cái giá trị điện áp của mình á, nó sẽ, nếu mà tính từ nhỏ đến lớn á, thì nó sẽ tăng dần nha các bạn. Từ 118V là 149V mà lên 152V đối với cuộn lớn. Rồi tiếp theo mình sẽ tắt nguồn đi. Mình sẽ đo cái giá trị cường độ dòng điện của nó, coi có khoảng bao nhiêu ampere. Các bạn nhớ tắt nguồn đi nha, rồi các bạn mới thao tác nha. Cái đồng hồ các bạn giữ nguyên thôi là các bạn hư đồng hồ. Rồi mình sẽ tiến hành mình cấp nguồn lại, mình đo cái cường độ dòng điện ngõ ra. Rồi các bạn nhìn thấy không? Trong trường hợp này nó vẫn là giá trị là 114A. Có nghĩa là 114mA nha các bạn, không phải 14A. Nè, giá trị đó các bạn. 0.14A. Thì đây nó chỉ có thay đổi được cái giá trị điện áp ngõ ra, còn cái cường độ dòng điện á nó vẫn giữ nguyên 0.4A hết. Là cái điện áp nào thay đổi nè, thì do cái cuộn dây nhỏ thì, nhưng mà nó có tiết diện di động nó nhuyễn á, nhỏ hơn, nhưng mà cái tổng trở nó cao hơn, thì tổng trở cao á thì cái điện áp ngõ ra sẽ giảm. Còn trường hợp mà tổng trở thấp á, cuộn dây á, tổng trở thấp thì điện áp ngõ ra sẽ cao hơn. Thì các bạn nhờ dựa vào cái bảng này á, là các bạn có thể thay đổi được cái giá trị điện áp ngõ ra. Nhờ các bạn thay đổi được cuộn dây, cuộn nhỏ, cuộn chung, cuộn lớn. Cái điều này á, rất dễ dàng hơn so với khi mà các bạn thay đổi giá trị RS trong IC nguồn LED driver. Hoặc là các bạn có một cái bo nguồn LED trạng đông đi. Nè, nó quan trọng quá, nó cũng có hai cái con điện trở. Mắc dây chân số 8 của IC nguồn LED driver. Hoặc là các bạn có thể thay đổi cái giá trị cuộn dây này, là các bạn thay đổi được cái điện áp ngõ ra của nguồn LED driver cung cấp cho đèn nha. Rồi, vậy là video này mình đã hướng dẫn các bạn cái cách để mà các bạn là tăng giảm cái công suất và cái điện áp của bo nguồn LED driver bằng cách thay đổi cái giá trị cuộn cảm, cuộn dây bên trong cái mạch nguồn LED driver. Video này đến đây kết thúc nha các bạn. Các bạn có ý kiến thắc mắc gì các bạn để lại comment dưới video nha. Mình sẽ support hỗ trợ cho các bạn. Hẹn gặp lại các bạn trong video kế tiếp của mình. Chào các bạn.